Kính chào quý vị đã đến với những vụ trọng án trên kênh truyền thông chuyên biệt của chúng tôi. Thưa quý vị, tâm lý bất ổn sau khi biết con mình đã thi hành bản án cao nhất của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Mùi đã suy nghĩ con mình bị oan và gửi đơn kêu cứu ở khắp mọi nơi. Thậm chí là bà còn nhờ những người tự xưng là cô đồng có thể gọi được hồn người đã khuất. Từ đây thì một loạt chiêu trò lừa đảo, trò mê tín dị đoan giả mạo vong linh người đã khuất xuất hiện nhằm gây sai lệch thông tin điều tra, bôi nhọ và vu khống cơ quan công quyền. Hệ quả cho đến giờ thì dư luận cả nước vẫn xôn xao khi xem lại thông tin vụ việc này. Chi tiết vụ việc ra sao xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bùi Đức Lợi, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đã cầm hàng nóng, một cuộn dây thừng, chiếc khăn bông, một cái cuốc và một túi bánh từ xã Hạ Long Vân Đồn lên đồi máy bay huyện Vân Đồn lấy cây giống để về trồng. Đến khu vực lưng chừng đồi nghe có tiếng đốn củi và bóng người, hắn đã nảy sinh ra ý định cướp tài sản nên đã lần theo tiếng động để đến gần. Hắn nhìn thấy chị Nguyễn Thị Duân, sinh năm 1969, trú tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, cùng với hai con là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1993, và Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1995, đang lấy củi. Lợi đã lấy khăn bịt mặt, chỉ để hở hai mắt, tiếp cận đối tượng. Hắn đã nảy sinh ra ý định xâm hại chị Duân, nhưng không được nên đã dùng hung khí tấn công nạn nhân, sau đó lấy mạng hai cháu Mai và Lâm. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 2007, Lợi đội mũ len trùm kín mặt, chỉ để hở hai mắt, cầm hàng nóng treo tường đột nhập vào nhà ông Phan Đình Hùng, tổ 29 khu đồn điền Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Tại đây, ông Hùng đã chống cự, Lợi đã lấy mạng ông ngay tại chỗ. Trước đó, 19 giờ 30 ngày 7 tháng 1 năm 2007, Lợi cũng cầm hàng nóng đội mũ len bịt mặt đột nhập nhà ông Nguyễn Sĩ Điều, khống chế cả nhà xong, hắn đã lục soát lấy đi 30 triệu đồng, rồi khóa cửa nhốt vợ chồng ông Điều lại bỏ trốn. Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2007, Lợi lại tiếp tục dùng chiêu thức cũ đột nhập nhà anh Trần Văn Hậu ở phường Cửa Ông cướp tài sản, lục soát lấy đi 200.000 đồng, một đôi hoa tai, ba nhẫn vàng, một đồng hồ radio, rồi trói mọi người lại biến mất. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên mức án cao nhất là loại bỏ khỏi xã hội đối với Bùi Đức Lợi. Thời điểm năm 2012, năm 2013, cho đến tận bây giờ thì dư luận cả nước vẫn xôn xao về những video clip liên tục được tung lên mạng về chuyện hồn ma tử tù đã nhập vào nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh, thường gọi là cô đồng sinh, ở Hải Dương để kêu oan. Rồi cả hồn ma mà các cụ nhà tử tù cũng nhập vào cô đồng này để kể lể những câu chuyện ma quái. Theo đó, những vong hồn này khẳng định Bùi Đức Lợi trú ở thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh không phải là thủ phạm trong vụ ra tay lấy mạng người hàng loạt cướp của. Không những thế, hồn ma cả nạn nhân của vụ việc cũng nhập vào cô đồng sinh để kêu oan cho tử tù. Kinh dị hơn nữa, hồn ma còn tố cáo lực lượng thực thi pháp luật đã bí mật lấy đi nội tạng của phạm nhân đem bán sang Trung Quốc, chứ không hề thực hiện hình phạt theo quy trình. Người mẹ của hồn ma trong những video trên mạng là bà Nguyễn Thị Mùi, trú ở tổ 4 thị trấn Cái Rồng. Bao năm nay, bà Mùi chạy đôn chạy đáo, bán cả đất, thuê luật sư, thảo cả tạ đơn thư để khiếu kiện, mong gỡ tội cho con mình. Giờ con đã sang cát, bà vẫn không ngừng soạn đơn, thuê luật sư. Bà còn tính bán hết cả đất đai, nhà ở, đất rừng với mong muốn con mình sẽ được giải oan, linh hồn sớm được siêu thoát. Bà lập trình tư tưởng cho mình và quyết tâm làm việc đó bởi bà có niềm tin là con mình không hề có tội. Khi được hỏi bà tin vào điều gì để nghĩ con mình vô tội, bà Nguyễn Thị Mùi đã giở từng trang giấy, dùng bút chỉ vào những chỗ đánh dấu và phân tích như một chuyên gia. Trong những câu chuyện dài dòng miên man, ai cũng tin rằng đức tin con mình vô tội của bà mẹ đau khổ này có phần nhiều là xuất phát từ những buổi gọi hồn kỳ quái kia. Bà Mùi quê ở xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bà là chị cả trong gia đình có 6 chị em. Năm 1977, chồng bà là ông Bùi Đình Quyền, phục viên, thì sống với nhau ở Vân Đồn. Ông bà đã sinh được 3 người con trai. Người con cả sinh năm 75 đã có vợ con ở Hà Nội. Con thứ hai là Bùi Đức Lợi, sinh năm 79. Kẻ đã bị kết án kịch khung vì đoạt mạng người. Người con thứ ba sinh năm 82, từng làm ở bưu điện huyện, nhưng vì không chịu nổi sức ép khủng khiếp sau vụ án của anh trai, đã bỏ việc nhà nước lên Hà Nội để sinh sống làm ăn. Nhắc đến Bùi Đức Lợi, bà lại ngẩng mặt nhìn lên trước bàn thờ lạnh lẽo khói hương. Nhìn căn nhà trống hoác, bàn thờ Lợi cũng lạnh lẽo hoang tàn, chỉ còn có di ảnh và bát hương lâu ngày không nhang khói. Bà bảo rằng bà đã đưa hài cốt con trai về Thái Bình và giải quyết xong vụ kiện. Bà cũng bán nốt cả nhà rồi về Thái Bình ở luôn.
bà luôn miệng kể, không có vong hồn con trai đi theo bảo vệ thì bà khó còn bảo toàn được tính mạng đến tận ngày nay. Rồi bà Mùi kể lại về vụ tai nạn khủng khiếp diễn ra cách đây không lâu. Hôm đó bà lên nhà cô đồng sinh ở Hải Dương gọi hồn cho con. Xong việc bà bắt xe khách về nhà. Lên xe như thường lệ, bà chọn ngồi giữa xe cho an toàn. Bà kiện cáo nhiều năm nay, từng bị án vì tội gây rối, nên trong đầu lúc nào cũng thường trực cái suy nghĩ có người sẽ hãm hại mình. Để bảo đảm an toàn cho mình, bà cũng cẩn thận hết mức. Tuy nhiên, đang ngồi giữa xe thì bà bị đẩy xuống gần cuối xe. Một người phụ nữ đã chiếm mất cái chỗ ngồi đó của bà. Người phụ nữ này cứ liên tục gọi điện, bảo là xe đã đến chỗ này, xe đã đến chỗ kia. Bà đang thiêu thiêu ngủ thì sầm một cái, cả phần đuôi xe đã bị nhấc bổng lên trời. Cả xe náo loạn, người kêu, người khóc. Hóa ra chiếc xe tải chở gạch mất lái đã thúc thẳng vào đuôi xe khách. Đầu xe tải chui xuống, nhấc bổng đuôi xe khách lên. Thân thể của bà Mùi cũng đã bị một số mảnh kính găm vào, chảy cả huyết. Tuy nhiên vụ va chạm lại không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Lý giải về điều này, bà cho rằng con trai bà luôn theo sát bảo vệ mẹ, để bà có thể đi tìm lẽ phải, sẽ không ai hãm hại được bà. Trở lại chuyện người con thứ hai Bùi Đức Lợi. Trong câu chuyện với mọi người, bà gọi nó là thằng Dại, ý nói đó là đứa con dại dột và nông nổi. Theo bà, Lợi vốn là một đứa con ngoan, học hành cũng tạm được. Tuy nhiên đen đủi đã xảy đến với Lợi từ năm nó học lớp 10. Rồi Lợi đang học lớp 10, ở thị trấn Cái Rồng thì xảy ra một vụ cưỡng tình các em nhỏ ở Nghĩa Trang. Mấy cán bộ ở thị trấn bảo Lợi sang trụ sở khiêng hộ bộ bàn ghế, rồi giữ luôn nó lại đó để lấy lời khai. Họ kiểm tra trên người xem có vết chạm trổ như lời nạn nhân khai hay không. Không thu thập được chứng cứ gì, họ đã thả Lợi về nhà. Sau lần đó, Lợi cứ bị ám ảnh, chịu nhiều lời đồn đãi, dị nghị. Cũng vì vậy, hắn sống kín đáo, xa rời mọi người hơn. Học xong lớp 12, Lợi thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng sau đó thương mẹ nghèo nên đã bỏ học. Lợi vào Đắk Lắk làm thuê cho một gia đình trồng cà phê. Làm được khoảng 3 tháng, biết cách trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê, Lợi bỏ về Vân Đồn. Khi đó gia đình được chia 10 hectare rừng, Lợi đã bàn với mẹ là trồng cà phê. Tuy nhiên bà Mùi đã không đồng ý cho Lợi trồng cây này vì đất và thời tiết không hề phù hợp. Nghe lời mẹ, Lợi đã vào Cái Bầu làm thuê cho nhà bà Hẹn, là một người quen, để học cách trồng rừng. Học được khoảng 2 tháng thì Lợi lại quay về nhà và quyết tâm trồng rừng, với mong ước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thấy con chịu khó lại quyết tâm làm giàu, bà Mùi đã để cho Lợi đứng tên toàn bộ 10 hectare đất. Lợi đã bỏ học, hy sinh riêng mình để anh tiếp tục được học, em trai có điều kiện vào đại học. Bà Mùi đã bù đắp hết cỡ cho con. Trồng trọt suốt mấy năm trời, đến tháng 6 năm 2006 chuẩn bị thu hoạch thì rừng cháy đùng đùng. Ngọn lửa hung tàn đã thiêu rụi toàn bộ rừng keo mà mẹ con bà vất vả trồng trọt suốt mấy năm qua. Không chấp nhận thất bại, bà Mùi và con trai tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp trồng rừng. Mẹ con bà thuê tới 20 nhân công, làm việc suốt ngày để trồng lại rừng. Quá trình trồng rừng đang diễn ra thì lại xảy ra bi kịch kinh hoàng, khiến cho không những cả huyện đảo Vân Đồn mà cả tỉnh Quảng Ninh chấn động. Một vụ án cưỡng tình đoạt mạng người hàng loạt đã diễn ra trên một quả đồi. Theo lời của bà Mùi kể, năm 2009 bà lên thăm con, mới biết con đã bị thi hành án rồi. Bà tìm ra nghĩa địa thì thấy mộ của Lợi. Mấy năm sau, bà đào đại thể của con về, bà thấy một cánh tay của Lợi đã bị gãy. Sau đó bà liên tục gặp báo mộng, con trai bà đã bị người ta làm hại. Chuyện Lợi về báo mộng khiến cho bà Mùi mất ăn mất ngủ. Bà kể chuyện này với nhiều người. Đây cũng là cơ duyên để bà tìm đến nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Sinh. Ngay hôm đầu gặp cô đồng sinh, linh hồn con trai bà tức là Bùi Đức Lợi đã nhập vào cô đồng này kêu bị hại và bị công an Quảng Ninh bán nội tạng sang Trung Quốc. Mặc dù cuộc gọi hồn diễn ra trong vánh, nhưng niềm tin con mình bị oan trong bà Mùi cứ ngày một lớn lên. Ngoài linh hồn của Lợi, thì linh hồn của bà nội Bùi Đức Lợi cũng nhập vào cô đồng này. Thời điểm đó bà cụ mới mất được có 73 ngày. Khi sống bà già yếu không biết gì về vụ án của Lợi, nhưng khi thác đi bà lại kể rành mạch những oan khuất của Lợi. Những điều bà kể cũng có nội dung y hệt như linh hồn của Lợi thông qua cô đồng kể với mọi người. Rồi tiếp tục đến em trai bà Mùi, ra đi hồi 6 tuổi cũng nhập vào cô đồng, nói những điều tương tự. Sau ngày gọi hồn con trai và những người thân đã mất, bà Mùi lại càng củng cố quyết tâm theo kiện. Bà lên thẳng Hà Nội gửi đơn thư khắp nơi. Khi bà tìm đến hội nghị tổng kết của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người, mà theo bà, đây chính là một hội nghị tâm linh. Ông Chu Phác, rồi có rất nhiều giáo sư tiến sĩ, các nhà ngoại cảm cũng lần lượt đứng lên phát biểu. Những gia đình tìm được mộ liệt sĩ cũng đã lên đọc lời cảm ơn nhanh gọn. Bà Mùi đang say sưa lắng nghe thì bỗng có người phụ nữ đi vào hội nghị kêu lớn.
Có bác nào tên là Mùi ở Vân Đồn không? Nếu có thì xin mời đứng lên, ra ngoài sân gặp đứa cháu. Hóa ra đó chính là cô đồng sinh, đang ngồi khật khừ ở ngoài sân. Có đến mấy chục người vây quanh cô sinh. Lúc đó vong hồn nhập vào cô đồng sinh không phải Bùi Đức Lợi con bà, mà lại là cháu Lâm, con trai của bà Xuân, là nạn nhân trong một vụ án đoạt mạng người do Lợi gây ra. Cô đồng sinh nói rằng linh hồn của cháu Lâm bảo không phải anh Lợi hại cháu mà là ông Lâm, là tình nhân của mẹ cháu hãm hại. Chính vì sợ lộ chuyện mẹ ngoại tình nên ông Lâm mới hại cả hai chị em để bịt đầu mối. Linh hồn cháu Lâm còn bảo dắt cả Lợi về, và Lợi đang đứng cạnh nhưng lại bị mù không nhìn thấy gì. Khi đó bà Mùi và những người xung quanh cùng xuống vào hỏi han sao Lợi không hại cháu mà người ta lại bắt Lợi. Linh hồn cháu Lâm bảo cháu đã cố gắng nhập vào ông Lâm để bắt ông ấy tự thú, nhưng ông ta lại là dạng đầu gấu buôn bán chất cấm nên không nhập được. Khi mọi người đang xuống vào hỏi han thì ông Chu Pháp, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý đi ra. Trò chuyện một lát thì cháu Lâm ra khỏi nhà ngoại cảm sinh. Đúng lúc đó thì vong của Lợi về. Ông Chu Pháp dỗ dành bảo cháu muốn gì, thì vong của Lợi bảo rằng cháu muốn được minh oan. Vong Lợi kể lại mọi chuyện như những lần nhập hồn trước. Ông Pháp bảo cứ đi đi, có gì rồi lo sau. Nhưng vong Lợi không chịu đi, nhất quyết không tin người trần, toàn hứa rồi để đó. Ông phải hứa thì cháu mới tin. Khi đó ông Chu Pháp không hứa gì mà bảo thôi đi đi, ông mệt lắm rồi, để cho ông đi nghỉ. Tuy nhiên vong Lợi cứ nhất định không đi, cứ đòi ông Chu Pháp hứa với mình. Dùng răng mãi, một người phụ nữ cầm đèn pin vạch mặt cô đồng sinh rồi rọi thẳng trước đèn vào. Từ đó thì cái vong mới chịu đi. Để hiểu về hiện tượng lạ lùng hồn ma nhập vào nhà ngoại cảm lên tiếng kêu oan, mọi người đã mang những video ghi âm về chuyện này đến gặp các nhà khoa học thần kinh. Theo nhiều người thì có lẽ trong quá trình các cơ quan điều tra có một số tình tiết chưa rõ ràng, chưa hoàn toàn chính xác, bị đem ra suy diễn, khiến cho bà Mùi có niềm tin con mình vô tội. Bà Mùi cứ tin vào những dấu hiệu nhỏ đó mà vô tình hoặc cố ý bỏ qua những chi tiết quan trọng nhất, khái quát nhất, khiến cho bà bị lạc hướng. Đặc biệt khi đào mộ con, thấy một màu xương con bị gãy, bà đã lập tức nghi ngờ con mình bị làm hại và thủ tiêu. Rồi có thể những lời đồn bà Xuân có quan hệ với ai đó ngoài chồng, khiến cho bà hoặc ai đó đã nảy sinh nghi ngờ tình địch sát hại hai đứa con của bà Xuân, chứ không phải là con của bà. Tất cả những chi tiết đó được bà tổng hợp lại, nhào nặn và nó in đậm trong suy nghĩ của bà Mùi, khiến cho bà càng có đức tin lớn là con mình bị oan. Những thông tin oan sai mà cháu Lâm đưa ra cũng rất ít và đơn giản như suy nghĩ của bà Mùi. Nó thực ra chỉ là những thông tin ám thị mà bà Mùi hoặc những người xung quanh đưa vào bộ não của cô đồng sinh, chứ không hề có thông tin gì đột phá. Do đó, việc vong hồn hiện lên báo oán nhập hồn vào cô đồng cũng là một thông tin hoàn toàn không chính xác, chưa được kiểm chứng rõ ràng. Vâng, việc gọi hồn từ trước đến nay thì vẫn chưa được giải thích một cách khoa học về công dụng và tính chính xác của nó. Hành động trên thực chất chỉ gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng tới người thân của các gia đình có liên quan đến vụ việc mà thôi. Không ít những trường hợp do quá mê tín dị đoan nên đã xuất hiện các biểu hiện của bệnh tâm thần, vì hầu hết họ có các hoang tưởng, ảo giác, cảm xúc, hành vi phù hợp với nội dung hoang tưởng bị xâm nhập.